cũng giống như nhà tiên tri Vanga, những suy đoán của thần đồng tiên tri người Ấn Độ Amhigra Anan cũng được cả thế giới lưu tâm. Cậu bé được xem là thần đồng đã có bằng sau đại học và nói được năm thứ tiếng. Không những thế, vốn hiểu biết của cậu về hành tinh, vũ trụ cũng rất đáng kinh ngạc. Nhờ khả năng chiêm tinh của mình, Anna đã đưa ra nhiều dự đoán về các sự kiện trong tương lai và rất nhiều lời tiên tri đã trở thành sự thật khiến tất cả mọi người sửng sốt. Mới đây nhất, thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán tương lai của thế giới vào năm 2020 2025 và cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Hãy cùng đón xem hết video để biết nội dung tiên tri nhé! Tiên tri thần đồng An Nan mới nhất, một đại nạn kinh hoàng vào năm 2024-2025. Đông Nam Á và Ấn Độ, Anan nói về những mối nguy hiểm mà Đông Nam Á và Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt trong năm 2024. Và rất nhiều thứ sẽ thay đổi đối với hệ thống chính trị của các quốc gia Đông Nam Á. Điều này đã được giải thích và dự đoán trong một số video về Ấn Độ vào năm 2003 và năm 2024. Cậu cũng giải thích rằng luật pháp của đất nước sẽ thay đổi, dù điều này diễn ra muộn màng Thần đồng tiên tri đưa ra một dự đoán quan trọng khác rằng toàn bộ hệ thống chính trị của các quốc gia ở Đông Nam Á sẽ thay đổi nhanh chóng trong 20 năm tới. Mặc dù điều này đã được nhắc tới trong một số video trước đây, nhưng trong video này, Anan -an muốn coi đây là một tuyên bố, lần này là lựa trên những phát hiện chiêm tinh vững chắc. Anan -an nói rằng toàn bộ cơ cấu chính trị hiện đang là một phiên bản rất khó hiểu. Đó là tình hình hiện tại của chúng ta, một số quốc gia đang ở trong chế độ đạo tặc trị, thậm chí Ấn Độ đã có lúc ở thời kỳ sâu sắc của chế độ này. Một quốc gia đang chuyển sang chế độ quyền lực tập trung và rất nhiều hệ thống cai trị khác. Anan -an tin rằng sẽ có một sự chuyển đổi lớn về cách mỗi quốc gia tự cai trị. Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển đổi lớn. Không có thế chiến vào năm 2024, Anan -an thường không đưa ra những tuyên bố của mình về thế chiến, bởi vì cậu lo ngại rằng ngay cả khi chỉ nói về chiến tranh thế giới nói chung, thì sẽ có một số cơ quan truyền thông ở Đông Nam Á bắt đầu hiểu sai bất cứ điều gì được tuyên bố. Trái ngược với tuyên bố của nhiều nhà phân tích, cậu chưa bao giờ nói rằng thế chiến sẽ xảy ra vào năm 2024 hay bất cứ điều gì tương tự, và cậu dự đoán sẽ không có thế chiến vào năm 2024. Anan -an chỉ nói rằng những sự kiện mà chúng tôi đang thấy hiện nay và những xung đột đang âm ỉ diễn ra ở những nơi khác nhau trên thế giới có khả năng biến thành một cuộc xung đột toàn cầu lớn mà chúng ta có thể gọi là chiến tranh thế giới. Những điều này rất có thể sẽ xảy ra vào cuối thập kỷ này trừ khi con người đoán kết lại, can thiệp và tạo ra một sự thay đổi lớn. Bởi vì trong quan niệm của Ấn Độ, Janata có nghĩa là công chúng, những người có khả năng làm những điều vĩ đại và công chúng rất quyền lực nếu họ thực sự muốn đến với nhau thì họ sẽ đến với nhau. Nếu muốn đấu tranh thì công chúng sẽ đấu tranh. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ rơi vào một cuộc xung đột toàn cầu. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào công chúng. Và đôi khi, công chúng lại rất cả tin. Vì vậy, Anan -an đưa ra lời khuyên rằng tất cả chúng ta phải cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng thật không may, dựa trên những quan sát và phân tích chiêm tinh, Adan cho rằng một cuộc xung đột toàn cầu rất có thể xảy ra trong vài năm tới. Chiến tranh Israel-Hamas Adan cho rằng đó là cùng một vị trí chiêm tinh nằm ở trục Bạch Dương, Israel và các lực lượng khác trong khu vực sẽ phát động một chiến dịch lớn chống lại những kẻ khủng bố. Trong đó sẽ gây ra cái chết cho hàng nghìn người, bao gồm cả những người vô tội và những kẻ khủng bố. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đây là một cuộc chiến rất dài mà mọi người nghĩ rằng Israel rất hùng mạnh và họ sẽ nhanh chóng xử lý được những người này. Anan cho biết cậu không nghĩ vậy, cậu cho rằng sẽ mất một thời gian rất dài và điều này sẽ đi một chặng đường rất dài về tổng thể trong việc định hình nền chính trị toàn cầu. Hamas sẽ không sớm kết thúc. Từ năm 2024 đến năm 2025, có một số sự kiện rất quan trọng sẽ xảy ra. Đứng đầu trong đó là việc nguyên thủ quốc gia Ấn Độ hay nói cách khác chính là thủ tướng Ấn Độ và các quan chức cấp cao khác sẽ gặp nguy hiểm trong nửa đầu năm 2024 cũng như trong suốt năm 2024. Những gì chúng ta đang thấy ở Ấn Độ ngày nay là sự tái hiện của những năm 1960. Bối cảnh chính trị của Đông Nam Á sẽ phát triển theo một cách hoàn toàn khác trong vài năm tới. Sẽ có một số nỗ lực cuối cùng của các phần tử cực đoan nhằm tạo ra một số loại náo loạn vào khoảng tháng 4 năm nay. Năm 2024 có điều gì quan trọng? Anan nói rằng Sao Thổ và Sao hòa sẽ đến rất gần nhau vào tháng 4 năm 2024 và cùng với đó, Ấn Độ đang tiến dần tới Mastadhashta hay còn gọi là đại vận. Trong 10 năm qua, Ấn Độ nhìn chung đã ở trên Mastadhashta. Điều này đã giúp họ trở thành siêu cường quan trọng trên thế giới, ít nhất là một trong những siêu cường mới nổi và nó cũng đã giúp Ấn Độ phát triển một loại quyền lực mềm dưới sự lãnh đạo hiện đại. Điều này tất nhiên là rất tích cực và đồng thời rất đáng khen ngợi. Nhà tiên tri nói thêm rằng vào ngày 25 tháng 4 năm 2024, sao Hỏa sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Ấn Độ nhiều hơn nữa. Vì vậy, rất có khả năng đất nước này sẽ bắt đầu có bản chất giống sao Hỏa hơn. Điều đó có nghĩa là họ có thể mạnh mẽ và quyết liệt hơn một chút trong lập trường của mình. Và nhiều yếu tố có thể khiến họ dễ xảy ra xung đột trong vài năm tới, đồng thời ngày càng trở nên hùng mạnh. Vì vậy, 7 năm tiếp theo, kể từ tháng 4 năm 2004 cho đến năm 2031, Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng bởi sao hỏa. Anand khẳng định rằng sẽ có rất nhiều thay đổi có thể xảy ra vào tháng 4 năm 2004. Cậu thường không bình luận về các cuộc bầu cử, mà có xu hướng tập trung vào các tình huống chính trị, địa chính trị và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Theo chiêm tinh học phương Tây và phương Đông, sao hỏa có thể là một graha tích cực theo nhiều cách nhưng cũng có thể mang lại một số sắc dối. Nó có khả năng làm cho một đất nước trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều về mặt phòng thủ. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, cậu cũng đã nói rằng nhiều nước sẽ tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng trong năm đặc biệt này. Anand cũng đề cập tới xu hướng Chandra Masandastra sẽ xảy ra từ năm 2014 đến năm 2024. Chanda có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Sanskrit, còn Madadasta là đại vận. Nó thường kéo dài 10 năm, như vậy thì nó sắp kết thúc vào năm 2024. Chính xác là vào ngày 25 tháng 4 năm 2004. Đây sẽ là một sự thay đổi rất lớn đối với thế giới. Riêng Ấn Độ thì bất cứ điều gì xảy ra vào khoảng tháng 4 này sẽ ảnh hưởng đến đất nước này trong 7 năm tới. Và điều đó có nghĩa là giới lãnh đạo cao nhất của đất nước phải hết sức cẩn thận. Anan -an khẳng định rằng có một số việc mà ngay cả nhà chiêm tinh cũng không thể đoán chính xác 100% được, nhưng cậu chắc chắn rằng sẽ có sự thay đổi lớn vào tháng 4 năm 2024 và thế giới sẽ trải qua một thời kỳ chuyển đổi mãnh liệt, một số trong đó có thể là tiêu cực. Cũng có thể có một vài cuộc bạo loạn xảy ra vào năm 2002 sẽ lặp lại vào năm 2024. Những dự đoán về thế giới năm 2025 cậu đã đăng toàn bộ nội dung nói về những dự đoán trong năm 2025 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rostia On vào tháng 12 năm 2003 lên YouTube. Các khía cạnh quan trọng nhất là vào năm 2025, một cuộc diệt chủng lớn sẽ diễn ra nhưng bị che đậy. Các dấu hiệu chiêm tinh đằng sau điều này là một sự kết hợp mà chúng ta sẽ thấy vào khoảng tháng 4 năm 2025 trong đó sao thổ và la hầu đến rất gần nhau. Điều này từng xảy ra ở đâu đó vào năm 1968 khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra. Thần đồng tiên tri đã đưa ra một số bằng chứng về chu kỳ lịch sử và chiêm tinh cho điều này để lý giải tạo sao nó có thể xảy ra. Sao thổ và la hầu đến gần nhau cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ của mọi người. Quyền lực của người dân sẽ được thể hiện một cách rất rõ nét vào năm 2025, dẫn đến một số thay đổi lớn đối với các siêu cường hiện nay trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc. Một vài vấn đề ở biển Đông rất có thể xảy ra, cũng có khả năng một số tàu sẽ bị tấn công hoặc phong tỏa ở biển Đông hoặc các vùng biển khác trên thế giới vào năm 2025, dẫn tới những leo thang ngoại giao lớn. Và chủ yếu, chúng ta cũng thấy điều này xảy ra ở Triều Tiên. Trong quá khứ, điều đặc biệt này đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Một trong những hạm đội lớn của Hoa Kỳ đã bị Hải quân Triều Tiên bắt giữ. Theo Anan, một số vũ khí hủy diệt mạnh mẽ và tiên tiến mới sẽ được thử nghiệm vào năm 2025. Chúng ta đã biết có một số loại vũ khí rất mới, bao gồm cả vũ khí nguyên tử đang được thử nghiệm trên khắp thế giới và đã có một giai đoạn cạnh tranh toàn cầu gay gắt trong lĩnh vực nghiên cứu cũng như thử nghiệm vũ khí hiện đại. Vì thế, khả năng đó rất có thể xảy ra. Thế hệ vũ khí toàn cầu thứ ba, hay nói cách khác, vũ khí được sử dụng trong các cuộc xung đột toàn cầu sẽ được thử nghiệm vào khoảng năm 2025. Cậu tuyên bố rằng biển sẽ trở nên hỗn loạn vào năm 2025 và một số xung đột có thể sẽ nổ ra gần các vùng biển hoặc đại dương vào khoảng năm 2024 hoặc 2025 có khả năng xảy ra động đất dưới nước, khả năng xảy ra là rất cao vào năm 2025 và nhìn chung là từ tháng 4 năm 2024 đến ngày 25 tháng 4 năm 2025 là một năm vô cùng quan trọng và có rất nhiều điều sẽ xảy ra. Trong video này, cậu cũng nhắc đến khái niệm thế giới thứ ba, cái gọi là thế giới thứ ba, đó là khi chúng ta bị áp bức với tư cách là người Ấn Độ cũng như người Châu Phi chúng ta đã trải qua những đau khổ không thể kể xiết. Hay chính xác hơn, tổ tiên của chúng ta đã phải trải qua vô số đau khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây hôm nay đang ngồi thoải mái. Và hơn thế nữa, rất nhiều người từ cái gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba vẫn đang phải chịu đau khổ. Và tin tốt là mọi thứ mới đang xuất hiện với tốc độ rất nhanh. Tôi có thể nói rằng rất nhiều sự chuyển đổi đã bắt đầu nhà tiên tri cũng nói rằng rất khó để hòa bình toàn cầu đến với mọi người khi một số siêu cường lớn nhất thế giới không hài lòng lắm với việc các nước thuộc thế giới thứ ba trỗi dậy một lần nữa và trỗi dậy từ đống cho tàn mặc dù chiêm tinh học đưa ra những dự đoán và lý giải nhưng quả thật chúng ta dường như đang ở trong thời kỳ nhiều biến động lớn xảy ra cổ nhân cho rằng thảm họa giáng xuống là vì đạo đức con người đang xuống dốc một cách nhanh chóng, vượt qua ranh giới đạo đức mà thần cấp cho con người. Khi trưởng lão người Mây A đem 13 hộp sọ pha lê tập hợp lại, ông đã truyền đạt lại những điều ẩn chứa trong đó, nhắc nhở con người một khái niệm đã bị quên lãng, khái niệm về nhất thể hóa, đó là tinh thần chính là vật chất. Sự xa đọa về tinh thần sẽ dẫn tới những thảm họa và tai nạn cho thế giới vật chất Điều mà các nhà tiên tri khuyên chúng ta là Tất yếu phải làm cho tiêu chuẩn đạo đức Của con người nâng cao trở lại Con người cần sống thiện lương Tinh thần mới có thể nhận được Sự che chở của thần Trong giai đoạn đầy biến động này Điều... Tâm đức Đại diện cho bản ngã của con người Người có tâm trong Đức sáng Sẽ luôn hướng mọi hành động Về cộng đồng Phục sự cho tập thể nguyện làm điều lành nguyện tránh điều dữ đây là hai lời nguyện căn bản của người phật tử bắt đầu học phật phát nguyện quy y tam bảo và được chư tôn đức dặn hãy nhớ nguyện làm tất cả việc lành nguyện đoạn tất cả việc ác lời chư phật dạy không ngoài điều đó đoạn ác làm lành với người con phật phải được thực hành trên cả ba phương diện ý khẩu thân có nhiều người tuy không nói gì ác nhưng tâm ý nghĩ đều không lành. Khi nghe người mình không thích gặp sự cố thì sanh tâm vui mừng hoặc luôn ganh ghét với thành quả người khác. Dù sự ghét ganh đó chỉ là ôm ấp trong lòng. Có người miệng cứ hay nói điều thô ác nhưng biện minh tôi khẩu xả tâm Phật đỡ hơn mấy người khẩu Phật tâm xả. Dù là khẩu xả hay tâm xả thì thực ra cũng đều không tốt vì đều là những sự tạo tác đưa tới bất an người có tâm địa thiện lành ma quỷ luôn e rè chẳng dám đến gần nếu người tu hành còn gặp quỷ thì nói cách khác công phu tu hành của bạn quá kém quỷ cũng hiếp đáp bạn cũng cười chê bạn vì sao vì công phu tu hành của bạn là giả chẳng phải thật chỉ làm ra dáng bề ngoài tu đạo mà thôi Phàm nơi có người cư trú hay không có người cư trú đều có quỷ, ở đó số lượng nhiều hơn cả dân số loài người. Người và quỷ ở cùng một nơi, đây là sự thật. Thế nhưng tuy sống cùng một nơi nhưng lại ở cả hai chiều không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung một chỗ. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngần ngại lẫn nhau. Tường vách trong nhà của người chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống như vậy, với tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại. Có rất nhiều quỷ, cũng như là quỷ thần, mỗi ngày đều đi xuyên qua nhà người ta trong thành phố, đô thị, xóm làng, đều có quỷ và quỷ thần. Do ban ngày dương khí quá nặng nên họ sẽ tránh né vì phàm là quỷ thì đều sợ ánh mặt trời. Cho nên khi họ xuất hiện đều là buổi tối, đại khái là lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn thì quỷ và quỷ thần đều xuất hiện nhưng số lượng rất ít. Vậy lúc nào thì nhiều nhất? Đại khái khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ khuya. Ngoài đường có rất đông quỷ và quỷ thần, rất náo nhiệt. Con người chúng ta có tiệm buôn con đường phố thì quỷ cũng có tiệm buôn con đường phố của họ con người nói thật ra thì có nhiều khi thường thấy quỷ nhưng lại chẳng hay biết nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ tự mình chắc chắn đã gặp quỷ rồi nhiều khi chúng ta ở trong nhà hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái rất ớn lạnh lông tóc dựng đứng đó là hiện tượng gì đó là gặp quỷ bởi làn sóng của quỷ làm ảnh hưởng đến chúng ta hiện nay khoa học gọi làn sóng này là từ trường khi từ trường của ta tiếp xúc với từ trường của họ nếu từ trường của ta mạnh thì họ sẽ chẳng thể quấy nhiễu được còn nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu khi bị quấy nhiễu thì bạn sẽ cảm thấy không thoải mái họ có thể quấy nhiễu chúng ta chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ đó là lúc từ trường của chúng ta quá mạnh họ sẽ phải tránh xa chúng ta ra chẳng dám đến gần tại sao vậy đến gần thì họ cũng cảm thấy chẳng thoải mái Thế nên trong kinh điển thường nói, một người tu hành đến lúc công phu thực sự đắc lực trong phạm vi 40 dặm, những ác quỷ, ác thần đều né tránh. Tại sao? Vì tư trường của người đó quá mạnh nên khi chống quỷ đi vào liền cảm thấy không thoải mái. Sức mạnh của tư trường có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm, cho nên họ phải lùi ra xa khỏi phạm vi 40 dặm này nếu người tu hành còn gặp quỷ thì nói cách khác công phu tu hành của bạn quá kém quỷ cũng hiếp đáp bạn cũng cười chê bạn vì sao vì công phu tu hành của bạn là giả chẳng phải thật chỉ làm ra dáng vẻ bề ngoài tu đạo mà thôi còn trong tâm thì vẫn tham sân si mạng thế nên quỷ cũng khinh thường bạn làm sự việc như vậy nếu so với người sợ quỷ thì quỷ càng sợ người hơn không phải chúng ta vẫn hay nghe nói đó sao người sợ quỷ ba phần quỷ sợ người đến bảy phần thế nhưng lại có rất nhiều người lại sợ quỷ thật là rất kỳ lạ đáng lý quỷ sợ người mới đúng tại sao người lại đi sợ quỷ chứ bạn phải biết rằng nếu tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần vì quỷ tôn kính người tốt tâm địa ngay thẳng thanh tịnh, từ bi thì quỷ thần đều tôn kính bạn, họ làm sao dám hại bạn. Trong loài quỷ thần cũng có rất nhiều loại quỷ khác nhau, quỷ thần mà ủng hộ bạn thì đó là loại quỷ tốt, chuyện làm việc giúp người, quỷ thần đến phá bạn thì đó là loại quỷ hại người. Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi cho người nhiều hay là làm hại cho người nhiều, vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở bản thân chúng ta nếu chúng ta giữ lòng tốt luôn làm việc tốt thì lợi ích của xã hội lợi ích đại chúng thì quỷ thần nhất định sẽ ủng hộ và hộ chỉ cho chúng ta nếu chúng ta tâm khởi ác làm chuyện gì cũng gây hại cho xã hội chỉ lo lợi ích của mình thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta do đó lợi hay hại chẳng phải ở đối phương mà ở tại chính mình có một kiểu người mà tà ma không dám quấy nhiễu Cổ nhân có câu nhất chính áp bách tà, nghĩa là một niệm chân chính sẽ chấn áp trăm điều tà ác. Mọi thị phi ân oán trên thế gian này đều có nguyên nhân cả. Chỉ có thiện niệm và tấm lòng thành tâm mới có thể hóa giải được những ác duyên đã kết. Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta một cách nhìn về vấn đề này. Xưa có một gia đình giàu có, ruộng vườn chuông trại nhiều không đếm xuể trong đàn gà đặc biệt có một chú gà trống rất đẹp má ngày nào cũng vậy từ sớm tinh mơ nó đã dõng dạc cất tiếng báo gáy thức tiếng gáy rất to vang vọng khắp làng trên xóm dưới một hôm do mải mê kiếm ăn chú gà này bị lạc vào một rừng tre rậm rạp không tìm được lối ra từ đó không ai thấy cũng không để ý đến nó nữa vì mắc kẹt và bị đói khát chú gà đã chết ở đó linh hồn không siêu thoát mà lại hóa thành yêu tinh. Con yêu tinh này bay biến hóa để trêu đùa và gây phiền toái người dân trong thôn. Nó đặc biệt hận ông chủ vì khi nó thất lạc, ông ta không hề đi kiếm, không có chút tình nghĩa. Vì vậy, nó thường hiện về phá phách, hủy hoại tài sản của ông ta. Người chủ dùng đủ biện pháp nhưng không thể trị được yêu tinh đành phải khăn gói đi tìm pháp sư về để trừ khử nó. Vị Pháp Sư hết cúng bái rồi lại dùng bùa chú suốt mấy ngày liền nhưng cũng không làm gì được con yêu nghiệt. Ban ngày nó im hơi lặng tiếng nhưng cứ đêm đến thì hóa phép khiến cả bờ tre ngả nghiêng kêu ken két âm thanh nghe tiếng rợn người. Thậm chí còn vào nhà quấy phá, không cho ông bà chủ và các vị pháp sư được yên. Cuối cùng, ai cũng phải lắc đầu chịu thua mà bỏ đi một hôm nọ có một chàng nho sinh lỡ đường ghé vào xin ngủ anh rất bàng hoàng trước cảnh nhà tang hoang còn ông chủ thì ngồi bó gối dầu dĩ anh hỏi can nguyên ông chủ buồn bá kể lại mọi chuyện rồi ông khóc lóc nói rằng chỉ vì con yêu tinh này mà cơ nghiệp của ông gần như đổ sông đổ biển rồi anh chàng an ủi rằng sẽ cố đem lại chút tài hèn sức mọn của mình để giúp đỡ bảo ông hãy dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, còn chút của cải nào thì hãy chuyển đi nơi khác. Trong mấy ngày tới, anh sẽ không bước chân ra khỏi căn nhà này. Từ hôm ấy, suốt ngày suốt đêm, chàng nho sinh mệt mài ngồi học, không rời khỏi ngôi nhà một bước nhưng vẫn chưa thấy yêu ma tới. Đêm thứ ba thì nó mới xuất hiện, nó đứng ở ngoài đập cửa, gao rú, ghê sợ. Anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra con yêu tinh nổi cơn giận xông vào nhà thổi tắt ngọn đèn chàng nho sinh bình thản châm đèn lên và tiếp tục đọc sách yêu tinh lại biến thành hình thù quái dị để dọa nạt dùng đủ mọi chiêu trò nhưng anh vẫn không thèm để ý đến nó đã thế anh còn vừa đọc sách vừa cười hà hà rất vui vẻ yêu tinh tức giận liền hóa thành một con rắn to cuộn tròn ở bên giường anh học trò rắn to vươn cổ nhìn rất dữ tợn nhưng mà anh làm ra vẻ không hề nhận ra còn đứng dậy đi vòng quanh phòng như đi dạo mát không rời khỏi cuốn sách thấy vẫn không làm được gì yêu tinh bèn biến thành một cô gái đẹp là lơi quấn quýt dụ dỗ chàng nho sinh khi ấy mới quay phát lại tóm chặt tay con yêu tinh bảo rằng người ngay thẳng làm sao mà sợ đám yêu ma hãy mau hiện nguyên hình nếu không ta sẽ thiêu dụi người quả nhiên chỉ trong chớp mắt, yêu tinh đã hiện nguyên hình, anh bèn nói: "Có uất ức gì, hãy nói ra đi, có chi phải quấy phá tác oai tác quá như vậy, nếu cứ thế mãi thì sẽ bị trời chu đất diệt." Lúc đó, yêu tinh mới thuật lại nỗi uất hận trong lòng. Nó vốn là một con gái trống, dãi nắng dầm sương lâu năm vì ngôi nhà này, khi gặp họa trong lòng mong mỏi ông chủ đến cứu nhưng đến lúc chết vẫn không thấy ai đái hoài gì tới vì ôm hận mà trở thành gà tinh sau đó thường về đây phá phách cho hà dạ nếu chàng nho sinh có thể giúp nó siêu thoát thì nó nhất định sẽ không gây phiền toái nữa nói xong nó dẫn chàng nho sinh đến lũy tre chỉ cho anh ta chỗ nó bị mắc kẹt khi xưa anh chưa kịp nói gì thì một luồng gió mạnh buốt thổi tới lũy tre rậm rạp đầy gai góc xào xạc lá tre rụng rào rào và yêu tinh biến mất chàng nho sinh kể lại cho chủ nhà biết mọi việc ngày hôm sau thì ông chủ cho người chặt hết bụi tre phát hiện xác một con gà trống vẫn còn nguyên vẹn ở đó xóm làng biết chuyện kéo đến xem rất đông người ta xôn xao bàn tán rằng thì ra loài vật cũng có tình cảm như con người không thể đối xử vô tình tệ bạc với chúng được anh bảo mọi người chắt củi hỏa tán con gà để nó được siêu thoát và đầu thai và kiếp khác tốt đẹp hơn dân làng trầm trồ khen anh học rộng tài cao chỉ đọc sách thánh hiền mà hóa giải được ác duyên giữa ông chủ và con gà tinh anh khiêm tốn bảo mọi người như sau sống trên đời con người là tài giỏi nhất chân quý nhất chỉ cần chúng ta học theo sách thánh hiền sống cho chính trực thì có thể quy phục được yêu ma quấy nhiễu ngấm chuyện xưa, nói chuyện nay. Xã hội bây giờ khi gặp chuyện xui xẻo hay lúc hoạn nạn, rất nhiều người bỏ tiền bỏ của, xin dân sao giải hạn, xua đuổi tà ma để cầu được tai qua nạn khỏi. Nhưng thật ra họ không biết dù cho cúng bái nhiều đến mấy, nhưng không chú trọng tu dưỡng đạo đức thì cũng vô dụng. Người xưa giảng rằng đọc sách thánh hiền thì tâm hồn sẽ được dung dưỡng bởi tư tưởng cao đẹp, ngay chính trên thân thể sẽ tỏa sáng hào quang khiến ma quỷ nể sợ trong tâm tràn đầy thị niệm sẽ có thể cảm hóa lòng người những tư tưởng xấu cũng theo đó mà tan đi hóa giải được mọi thị phi ân oán quả đúng như cổ nhân nói chính khí tồn nội là bất khả can